Khi tham gia một sự kiện về lập trình máy tính, cựu Tổng thống Mỹ, ngài Barack Obama đã có một câu nói nổi tiếng với học sinh và sinh viên của Mỹ. Don't just play on your phone, program it. Hãy đừng chỉ có chơi mà hãy học lập trình đi. Ở trên màn hình là quang cảnh ngài Tổng thống Barack Obama đang học lập trình với học sinh và sinh viên của Mỹ. Quang cảnh này, đằng sau lưng đó là các trợ lý của ngài Tổng thống. Tổng thống đã khuyên học sinh, sinh viên Mỹ rằng hãy đừng chỉ có chơi mà hãy học lập trình đi. Và các bạn thấy ở bên tay phải đó là lời nhận định của ngài Tổng thống. Máy tính sẽ là một phần lớn trong cái tương lai của chúng ta. Và tương lai đó thuộc về các bạn, của các bạn trẻ, của các học sinh, sinh viên Mỹ và mở rộng là của thế giới. Và thế giới đó các bạn hãy kiến tạo đi. Master Lăng Dương Channel. Chủ đề của video số 9 lần này là ngày hôm sau là ngày nào? Next day. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Master Lăng Dương Channel. Với chủ đề hôm nay thì các bạn sẽ phải nhập vào một cái ngày và cho biết ngày hôm sau là ngày bao nhiêu các bạn ha. Các bạn quan sát yêu cầu của video này. Chúng ta có đề tài số 9, viết chương trình nhập vào ngày tháng năm dương lịch, sau đó in ra thông báo cho biết ngày tháng năm đó có hợp lệ hay không. Và nếu hợp lệ thì cho biết ngày hôm sau là ngày nào. Như vậy các bạn, đây ở bài này chúng ta có hai ý các bạn ha, là ngày nhập vào hợp lệ hay không, có hay không, và ngày hôm sau là ngày bao nhiêu các bạn ha. Các bạn quan sát ví dụ, nhập vào ngày 6 tháng 7 năm 2020 thì in ra ngày 6 tháng 7 năm 2020 là hợp lệ. Và ý thứ hai là ngày hôm sau là ngày 7 tháng 7 năm 2020, tức là ngày hôm sau các bạn ha. Rồi, thì để làm bài này chúng ta cũng phải trả lời là bài này có bao nhiêu lời lượng, bao nhiêu lời giải và bao nhiêu lớp số. Thì bài này các bạn, nếu các bạn đã xem video số 8 thì các bạn đã biết cách làm cái câu là in ra là hợp lệ hay không các bạn ha. Ngoài ra cái bài đó chúng ta có những đại lượng mà ở trong video đó các bạn đã được Master Lăng Dương hướng dẫn, các bạn nhớ xem lại video số 8. Thì ở bài này chúng ta thêm ngoài những đại lượng đó, những cái biến đó, chúng ta phải thêm cái ngày hôm sau. Đó, vậy chúng ta sẽ có ngày hôm sau là gồm có ngày hôm sau, tháng và cái năm các bạn ha. Đó là ba đại lượng. Như vậy chúng ta thêm ba biến các bạn ha. Và để tránh mất thời gian các bạn thì các bạn để Master Lăng Dương mở lại cái bài ở cái đề tài số 8. Vì bài đề tài 8 nó giống, nó chỉ thêm cái ý để thành bài đề tài chính các bạn ha. Rồi, như vậy đây, và ở đây Master Lăng Dương sẽ hướng dẫn các bạn một cách để các bạn tạo ra bản sao của cái bài lập trình Pascal bằng cách các bạn mở cái bài đã có. Ở đây là bài 8.bat, các bạn quan sát ở trên màn hình. Chúng ta có cái bài 8.bat. Đấy các bạn ha, .bat/Pascal. Các bạn sẽ sao ra một cái bản mới bằng cách các bạn vào menu file. Các bạn chọn lên cell S các bạn ha. Rồi, các bạn sẽ thực hiện đặt tên là đề tài chính. Đây các bạn quan sát là đề tài chính. Như vậy các bạn đã có một cái file mà nội dung giống cái đề tài 8 nhưng mà tên mới đề tài chính, và các bạn tiến hành sửa lại cho nó hợp lý. Ở đây là sửa lại là đề tài chính các bạn ha. Chính. Rồi, như vậy ở đây những cái nội dung này là chúng ta đã làm ở bài đề tài 8 rồi, và để đáp ứng cái câu là hợp lệ hay không. Và hôm nay chúng ta thêm biến nữa các bạn, đó chính là biến ngày hôm sau. Thì ở đây Master Lăng Dương gợi ý là các bạn đặt thêm ba cái biến là D2 là ngày hôm sau các bạn ha, D2. Rồi Minh 2 ngày là tháng sau, và Year tức là cái ngày và tháng và năm của ngày hôm sau các bạn ha. Chúng ta thêm ba cái biến. Và các bạn nhớ xem lại, nhắc lại các bạn nhớ xem video số 8 đã nói về cái bài nhập ngày tháng năm và cho biết là hợp lệ hay không. Các bạn quan sát lại. Và ở đây khi các bạn có biến DMAX là cái biến quan trọng để tạo nên cái mấu chốt bài này các bạn ha, là DMAX. Thì với DMAX này các bạn suy ra là từng cái nhóm tháng là DMAX sẽ có thể là những trường hợp như sau. Đây các bạn, 31 ngày, 30 ngày, 29 ngày và 28 ngày. Và nếu nhập sai thì DMAX bằng 0 các bạn ha. Đó, các bạn xem lại video số 8.
Và với đề mắt đó các bạn sẽ tiến hành đặt điều kiện là ngày hợp lệ. Đây, đầu tiên các bạn có ngày không hợp lệ là cái điều kiện này, là ngày hợp lệ các bạn ha, còn ngược lại là hợp lệ. Và khi hợp lệ rồi các bạn sẽ tiến hành là cho biết ngày hôm sau là ngày bao nhiêu. Vậy chúng ta thực hiện như sau. Chắc chắn là ngày hợp lệ là thuộc cái dòng này các bạn. Đây, dòng này là hợp lệ các bạn ha. Rồi, và chúng ta muốn thêm cái ý triển khai ở cái tình huống này thì các bạn phải làm như sau. Trong lời JavaScript các bạn phải thêm ở đây dưới từ khóa else, các bạn thêm là cái từ khóa là begin, và dưới cái chữ write hợp ngày hợp lệ các bạn phải có end chấm phẩy. Đây là yêu cầu để chúng ta tiến hành sẽ có thêm nhiều lệnh ở vị trí này các bạn ha. Đây, chúng ta sẽ có nhiều lệnh nằm ở vị trí này đó. Ngoài cái câu write là hợp lệ thì chúng ta phải có nhiều lệnh, vậy chúng ta phải đặt trong hai cái từ khóa là begin và end chấm phẩy để tạo nên cái câu lệnh ghép. Trong tình huống mà ngày hợp lệ các bạn phải in ra là cái câu ý nhất là hợp lệ, cái thứ hai là các bạn phải cho biết là ngày hôm sau là ngày bao nhiêu. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành ý thứ hai. Đây là ở ý này các bạn đã có cái ý là ngày hợp lệ hay không, là các bạn đã có ở đây rồi. Đây, hợp lệ là các bạn đã tiến hành xử lý cái trường hợp này rồi. Đây là câu hợp lệ đó, các bạn xử lý rồi, xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xử lý cái ý thứ hai, đó là cho biết ngày hôm sau, tức là D2, M2 và I2 là bao nhiêu các bạn ha, ngày hôm sau. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành thực hiện lập trình ở phần dưới này. Đây, đây là cái chỗ mà các bạn sẽ tiến hành đưa vào các lệnh để diễn tả cho cái ý này, ngày hôm sau các bạn ha. Rồi, thì để ngày hôm sau thì các bạn cứ một cách tự nhiên là các bạn ghi là ngày hôm sau là D2 thì bằng D cộng 1, đúng không bạn? Ví dụ ngày mùng 6 tháng 7 thì ngày hôm sau là ngày mùng 7 tháng 7, tức là cộng ngày là một đơn vị. Mà vì là ngày hôm sau thì tháng 2 là giữ nguyên là M và năm 2 là giữ nguyên là Y. Các bạn ha, nếu bình thường các bạn sẽ in ra là D2, M2, I2 là ngày hôm sau. Tuy nhiên nếu mà cái D đó, ngày hôm sau đó mà nó lớn qua tháng sau, ví dụ các bạn nhập vào là ngày 30 tháng 4 năm 2020 thì ngày hôm sau sẽ là ngày 1 tháng 5, nghĩa là lớn qua tháng sau thì ngày sẽ là 1 lại và tháng tăng 1. Như vậy lúc đó chúng ta phải tiến hành điều chỉnh cái M2 này các bạn ha. Tương tự chúng ta còn một ngày đặc biệt, tức là ngày cuối năm, nghĩa là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nếu ngày hôm sau chắc chắn sẽ là ngày 1 tháng 1 năm 2021, các bạn phải cập nhật vừa là cập nhật lại ngày là D2 là 1, tháng là 1 và năm I2 thì cộng 1. Như vậy, đầu tiên các bạn có một bộ 3, đó là Daemon Year để diễn tả ngày hôm sau. Tuy nhiên, đây không phải đáp số cuối cùng, chúng ta phải tiến hành xử lý tiếp. Và các bạn sẽ đặt điều kiện các bạn ha. Rồi, điều kiện. Và các bạn lưu ý, trong cái bài dạng này chúng ta luôn luôn dùng biến DMAX là cái mấu chốt để các bạn làm bài cho đúng. Đây, và DMAX chúng ta đã tiến hành thực hiện ở cái phần trên. Thứ nhất là phần khai báo. Thứ hai đó là các bạn dùng cái cú pháp case of để các bạn có cái suy ra cái giá trị của DMAX ở trong bài video số 8. Các bạn đã suy ra DMAX rồi, các trường hợp như vậy các bạn ha. Và khi mà DMAX đúng thì chúng ta sẽ tiến hành là so với cái ngày để xét ngày hợp lệ. Vậy DMAX vẫn là xuyên suốt trong các bài mà về ngày tháng năm. Tiếp theo các bạn tiến hành là đặt điều kiện nếu mà cái D mà bằng DMAX, tức là khi nhập vào là cái D đã bằng DMAX rồi, nghĩa là đó là cuối tháng rồi, thì các bạn sẽ phải tiến hành xử lý. Nghĩa là ví dụ các bạn nhập vào ngày 30 tháng 4, tức là D là 30, DMAX là 30 rồi, thì các bạn phải xét để mà chúng ta sẽ cho đến cái tháng tiếp theo, nếu mà trong một năm đó. Còn nếu mà là cuối năm rồi thì tháng sẽ là 1 và 5 cộng 1 các bạn ha. Vậy chúng ta làm như sau. Nếu cái ngày nhập vào là D, đây các bạn ha, ngày nhập vào là D ở đây mà bằng DMAX rồi, tức là cuối tháng rồi, thì sao? Thì chúng ta không được đặt D2 là lấy D cộng 1 nữa, mà chúng ta làm như sau. Ở đây chúng ta sẽ có lệnh là ở đây các bạn sẽ đặt begin end các bạn ha, bởi vì nó có chi trường hợp nữa begin end. Rồi, khi D bằng DMAX thì chúng ta sẽ chia làm hai tình huống nữa, là cái tháng đó, tức là cuối tháng mà từ tháng 1 đến tháng 11 là một cái nhóm để chúng ta sẽ cho tháng sau, nghĩa là 1
ngày 1 của tháng sau là D2 bằng 1 và M cộng 1. Còn một cái loại nữa là các bạn sẽ, nếu cái tháng đó mà tháng 12 thì các bạn sẽ là cho là đầu năm mới. Vậy chúng ta ghi như sau. If ở đây chúng ta đang khống chế là nếu D bằng D max rồi thì chúng ta đặt điều kiện là nếu là cái M nhập vào các bạn ha mà nhỏ hơn 12, tức là từ 1 cho tới 11, thì các bạn làm như sau. Các bạn sẽ ở đây chúng ta phải có nhiều lệnh nên ta phải đặt trong cái từ khóa begin end bạn ha. Rồi ở đây chúng ta có điều gì các bạn, là các bạn vì là khi cộng một ngày vào và ngày hôm sau là đầu tháng sau, vậy D2 sẽ bây giờ sẽ bằng là 1 các bạn ha. Và ở đây là M2 sẽ bằng là M cộng 1. Khi thực hiện như vậy nghĩa là Pascal sẽ khi nhận giá trị này các bạn ha, thì Pascal sẽ không có lưu lại này nữa. Nghĩa là chúng ta có D2 là 1 và tháng là tháng sau rồi các bạn ha. Còn 5 thì giữ nguyên. Rồi, đó là cái ý nhất. Ý thứ hai là nếu M không phải là từ 1 đến 11, nghĩa là M là 12, thì các bạn ngày hôm sau mà là cuối tháng á, nghĩa là phải qua đầu năm sau, vẫn là như sau. Các bạn sẽ ghi là L ở đây các bạn ha. L, nghĩa là ngược lại của M. M nhỏ hơn 12, nghĩa là M bằng 12 các bạn ha. Và lưu ý ở đây, chỗ này chúng ta có begin end, nhưng mà end không được chấm phẩy vì nằm trên từ khóa else. Vậy chúng ta thực hiện cái trường còn lại là ngược lại của tháng là nhỏ 12, nghĩa là tháng bằng 12. Thì chúng ta sẽ có 3 ý như sau. Chúng ta lại thiết lập cái điều kiện câu lệnh ghép bằng từ khóa. Lúc này chúng ta có begin end chấm phẩy là hết ý các bạn ha. Nghĩa là lúc này chúng ta sẽ có một if bắt đầu từ vị trí này, từ vị trí này và kết thúc ở vị trí này. Đây là câu if else các bạn. Trong mỗi cái vế của if này đều có nhiều lệnh nên ta phải đặt trong begin end chấm phẩy các bạn ha. Rồi, đây các bạn quan sát nè, ý trên chúng ta cũng có nhiều lệnh, tức là hai lệnh trở lên. Đó, ý dưới cũng vậy, chúng ta sẽ có ba lệnh các bạn ha. Rồi, ba lệnh đó như sau, đó là D2 bây giờ các bạn sẽ bằng gì? Bằng 1, tức là đầu năm sau. Rồi, M2 các bạn sẽ bằng 1 và Year2 bây giờ các bạn sẽ bằng là Y cộng 1. Nghĩa là khi thực hiện cái ý này các bạn này, khi Pascal thực hiện ý này, nghĩa là nó sẽ không có, tức là loại được các giá trị mà mình đã gắn ở đây. Nghĩa là bộ 3 D2, M2, Y2 ở dưới sẽ là cái mới nhất, và Pascal sẽ bỏ cái bộ 3 ở trên kia đi bạn ha. Rồi, như vậy với cái nội dung này các bạn sẽ in ra là ngày hôm sau các bạn ha. Đây, bạn ghi là right là ngày hôm sau, là lúc này các bạn sẽ in ra là D2. Rồi các bạn ghi tháng, ở đây là M2 các bạn ha, tháng nháy phẩy là M2 là tháng kết quả các bạn ha. Và ở đây chúng ta có 5 và đây chúng ta sẽ có là Y2 đúng không, không phải. Như vậy với cái yêu cầu của đề tài số 9 chúng ta đã thực hiện ở trên màn hình. Các bạn nhấn cùng nhau trên. Các bạn nhập vào ngày 6 tháng 7 năm 2020. Như vậy là ngày là hợp lệ và ngày hôm sau là ngày 7 tháng 7 năm 20. Và để xuống dòng, các bạn thấy chỗ này bị dính vào các bạn ha. Bị dính vào thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là xuống dòng. Tức là sau cái câu là ngày hợp lệ các bạn phải xuống dòng. Vậy chúng ta sẽ sử dụng lệnh write line. Các bạn vào cái vị trí ở lệnh write đây. Chúng ta có lệnh, đây là cái lệnh là ngày hợp lệ, thì các bạn sẽ dùng lệnh write line để xuống dòng. Và chúng ta có như sau, write line F2 các bạn ha, nhấn cùng dấu chính. Nhập lại các bạn ha, ngày 6 tháng 7 năm 2020 các bạn sẽ là ngày hôm sau là ngày 7 tháng 7. Tiếp theo, ngày 30 tháng 4 năm 2020 các bạn sẽ là ngày hợp lệ và hôm sau là 1 tháng 5 các bạn ha, ngày hôm sau. Tiếp tục, cái ngày nhạy cảm nhất đó là ngày tháng 2 các bạn ha. Tháng 2, ngày 28 tháng 2 năm 2020, đây là năm nhuận, vậy ngày hôm sau là ngày 29 tháng 2 các bạn ha. Rồi, nhưng nếu các bạn có ngày 28 tháng 2 năm 2021, nghĩa là năm không nhuận, vậy ngày hôm sau sẽ là ngày 1 tháng 3 các bạn ha. Chúng ta đang thực hiện một cái điều là full test các bạn ha. Cái điều này đã được Master Nương nói ở trong cái video số 1 rồi, là các bạn phải thực hiện full test các bạn ha. Nhớ xem video số 1 các bạn ha. Rồi,
Tiếp theo các bạn nhập vào ngày 30 mà tháng 5 năm 2020, như vậy là ngày hôm sau là ngày 31 các bạn ha. Vì tháng 5 có 41 ngày các bạn, ngày hôm sau là chưa qua tháng mới đâu. Tiếp theo các bạn có ngày như sau là ngày 31 tháng 12 năm 2020, như vậy là cái ngày hôm sau là ngày 1 tháng 1 năm 2021 các bạn ha. Như vậy là full test các bạn. Rồi. Như vậy trên màn hình là toàn văn bài giải của cái đề thi số 9 các bạn ha. Trong đó là chúng ta đã lấy phần lớn ở bài đề tài 8, các bạn nhớ xem lại video số 8. Và đề tài chính này, chúng ta Dương để nguyên tất cả toàn văn bài giải này ở dưới phần mô tả của video, các bạn có thể tải về sử dụng miễn phí ha. Và khi xét về năm, các bạn nhớ có một cái yêu cầu năm nhuận, đó là có hai cái trường hợp xảy ra với năm nhuận, đó là năm đó, năm dương lịch đó chia 400 hoặc không thỏa điều kiện đó thì phải thỏa điều kiện là cái năm dương lịch đó là chia cho 4 và không được chia cho 100 các bạn ha. Rồi. Các bạn nhớ cái bài đề tài chính này, chúng ta như sẽ để toàn văn bài giải ở phần mô tả phía dưới của video, các bạn tải về và sử dụng miễn phí. Video số 9 đến đây hết rồi. Hy vọng các bạn lại có thêm kiến thức để xử lý các bài về dạng ngày bằng ngôn ngữ lập trình Pascal. Các bạn nhớ nhấn nút like, share, và bạn nào chưa đăng ký kênh hoặc chưa subscribe kênh thì các bạn hãy nhớ đăng ký hoặc subscribe kênh, và nhớ khi subscribe các bạn nhớ nhấn cái chuông ở với video để không bỏ lỡ các video theo của Master Đăng Dương Channel. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo của Master Đăng Dương Channel. Xin cảm ơn.